đây đây, cho em xin. Gì? Cái này cái bọc mà. Thì em lụm đó. Là lụm bọc. Thì có làm sao đâu. Ồ, dạo này đời sống đi xuống dữ ta. Đi ăn xuống là sao? Ý là mình lụm cái bọc cái mình đi bán về trai. Mình lấy tiền mình chi trả cuộc sống. Anh ơi, thứ nhất em lụm lại cho em là bảo vệ môi trường. À. Anh tính dục không đúng chủ định đúng không? Tính đâu dục đó đúng không? Không có. Người ta đã bỏ vô bọc, người ta cột, người ta quăng vô chục rác. Bây giờ để em dục giùm anh cái chai đó cho. À. Còn riêng những cái bao ni lông này đó là em có công chuyện. Có công chuyện? Ừ. Công chuyện gì? Anh đừng có dục chi uổng. Cái bao này mình biến ra cái bao mới. Ảo thật. Giống giống vậy đó. Hay vậy ta. Thôi, không tin. Không tin. Không tin phải không? Không tin. Bây giờ biến cho anh coi nè. 2, 3. Hồ biên. Hồ biên. Thấy chưa? Vậy dữ trời. Có màu trắng nha, có màu xanh nha, có màu hồng xanh lá luôn nha, xanh biển luôn nha, màu nâu luôn nha. Thôi, không tin. Cái này là tự nhiên cái đi mua cái vỏ mới về kêu ta biến cái bao ra. Ủa gì rảnh vậy trời, tiền là bôi lông mua vỏ mới về khoe làm chi. Nhưng có thấy giống cái bao lông nãy đâu. Thì bởi vì mới thấy khác, mới đặc biệt, mới gọi là ảo thuật đúng không? Bây giờ nè, em biến ra cái bao đã dữ dội rồi. Em biến ra con người còn ghê hơn nữa. Gì dữ vậy? Biến ra con người. Chủ nhân của những chiếc bao thần kỳ. À, 2, 3, hồ biên. 2, 3, hồ biên. Thấy chưa? Hay dữ vậy. Đây, em gửi trả lại chị chiếc bao thần kỳ này. À. Ủa mà từ khóa. Hay đây. Từ từ, chị, anh hơi bất ngờ. Bây giờ chủ nhân của những chiếc bao thần kỳ giới thiệu bản thân chút cho anh biết đi chị. Chào Minh Dự và chào anh Xuân Tiến. Dạ. Em là Hằng, thì hiện tại em đang là sáng lập của một dự án, một chuỗi cửa hàng thân thiện môi trường. Thì trong đó đây là một cái dự án của em, đó là tái chế bao ni lông thành một cái túi thời trang. À, hèn gì hồi nãy là Tiến thấy Minh Dự là gom hết cái bọc lại, cái xong biến ra một cái bọc khác là cái túi này, xong biến ra chị Hằng luôn. Thì ra là câu chuyện ở đây á là câu chuyện tái chế bao ni lông đã qua sử dụng. Dạ, em và anh Xuân Tiến rất vui khi chị Kim Hằng có mặt tại chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Dạ chị Kim Hằng ơi, từ trước tới giờ theo tụi em được biết á là những chiếc bao ni lông nguyên thủy của mình á là ban đầu nó là màu trắng, sau đó tái chế có thể là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, cuối cùng ra màu đen của mình, tại hết làm được màu gì nữa rồi. Đó, nhưng mà em không hiểu vì sao một chiếc bao ni lông mà có thể làm thành một chiếc túi. Cái chất liệu đó là chất liệu gì vậy chị? Cái này nó là cái ni lông bình thường thôi. Ví dụ như những ni lông mình đi chợ mua hoa quả về, hay là ni lông từ trong siêu thị. Nhưng mà nó không được là loại phân hủy sinh học. Tại vì thật ra phân hủy sinh học thì một thời gian nó rã ra thì chiếc túi nó không còn độ bền. Thì nó đi ngược lại cái tác dụng mà tụi mình đang hướng tới. Thì ra là cái này là mình phải sử dụng những cái bao ni lông mà không có thể bị phân hủy. Đúng rồi, nó là một cái giải pháp để xử lý những cái bao ni lông khó phân hủy, không phân hủy được á. Dạ đúng. Những chiếc bao ni lông có những chiếc bao mà mình chôn dưới lòng đất, dù nắng, mưa, cây cối đâm chồi để lọc mà nó vẫn còn tồn tại. Đúng rồi, người ta phân tích là một cái bao ni lông bình thường là mất 1000 năm để phân hủy. 1000 năm. Vậy cái chiếc túi chị đang cầm có phải toàn bộ chiếc túi đều làm bằng từ ni lông không chị? Tụi mình cho là thời trang nên để mà đảm bảo cái tính thẩm mỹ thì tụi mình có phối hợp thêm những cái vải khác cũng là tái chế. Ví dụ như là bên trong miếng lót thì sẽ là vải từ ra giường, ra gối cũ của nhiều người quyên góp á. Hoặc là bên ngoài cần cái sự dày dặn thì là sẽ làm tái chế từ những cái vải rèm cũ. Cộng đồng mạng mọi người rất là thích thú cái dự án này. Mọi người share rất là nhiều, thì khi mọi người mang về những cái bao ni lông từ khi đi chợ về đó, mọi người tái sử dụng nhiều lần rồi khi mà họ không xài được nữa, ví dụ như đứt cái quai hay sao đó, thì mọi người sẽ rửa sạch và mang tới cho tụi mình. Rồi sau đó tụi mình cũng thêm một bước nữa là vệ sinh qua rồi phơi khô. Và phơi khô sau đó là cắt nhỏ và xe sợi, thì tất cả những cái quá trình đều được làm handmade bằng tay hết. Trời. Thì không có thải ra một cái CO2 từ cái máy móc nào. Cắt nhỏ, xe sợi làm bằng tay luôn. Đúng rồi. Rồi sao mà hay quá vậy ta? Kiểu này là thủ công. Cho em hỏi trước đây á, trước khi mình đến với công việc tái chế này thì mình từng làm công việc gì? Trước khi mình làm bắt đầu với dự án này thì lúc đó mình mới ra trường, thì mình làm trợ lý cho tổng giám đốc. Thì cũng may mắn là nhờ cái công việc đó mình được tiếp xúc nhiều, kiểu nhiều phòng ban, bắt đầu học mỗi cái một chút chút. Bởi vậy làm trợ lý cho giám đốc, sau một thời gian về làm giám đốc. Vậy thì bây giờ cái đội ngũ trong công việc tái chế này của chị thì khoảng bao nhiêu người? Để mà cái team lead chính thì được 5 người. Tại vì thật ra bên mình cũng có nhiều cửa hàng á, thì mình kết hợp với các doanh nghiệp xã hội khác để mở ra các cửa hàng. Cho em mượn cái túi đi.
đó. Bây giờ thì em thấy cái túi này rất là gọi là rất là chắc chắn nè, mẫu mã rất là bắt mắt luôn á. Thì đây là tất cả những gì mà chị tái chế để chị làm ra cái túi này, thì không biết là giá thành của nó như thế nào. Thì thật ra nói kể về cái độ thủ công của nó, rồi kể về cái độ khó của nó khi mà thu thập ni lông phải như thế nào, rồi qua quá trình tuyển chọn rất là nhiều khâu á, thì cái giá thành nó đáng lẽ rất là cao. Đúng rồi, nhưng mà vì đúng rồi, nhưng mà vì cái yếu tố môi trường cần được nhiều người tiêu thụ mới càng tốt, thì lúc này team mình hạ giá xuống cái mức mà có thể sinh viên có thể mua được á, thì sẽ tầm 200 mấy tới 300 mấy 400 mấy. Vậy thì cho em hỏi á, một chiếc túi như vậy thì mình làm mất bao lâu? Ở bên chỗ mình là những người làm là những người khuyết tật, thì trung bình là tầm 3-4 ngày là xong một chầm tầm chục túi. Vậy là nhanh á. Cho em hỏi là mình đã cố mình hạ cái giá thành xuống để rộng cái đối tượng sử dụng, vậy thì cái tiền vốn của mình á, cái nguồn vốn mình từ đâu để mình sản xuất liên tục những cái sản phẩm này? Để mà nguồn vốn bắt đầu với cái dự án này á, thì do là từ trước mình cũng có một năm đi làm thì mình cũng có trích một ít vốn riêng, và sau đó thì do là chắc bản thân cũng là một người sống tối giản á, mình ít chi tiêu lắm. Cho nên tất cả coi như là dồn vô để mà đầu tư cho các sản phẩm. Khi mà một dệt hoặc may những cái sợi ni lông lại với nhau đó, thì em nghĩ là chắc không có máy móc nào dành riêng cho cái này đúng đâu. Đúng rồi, cái khung dệt, cái riêng cái vải ni lông này là mình sẽ tự thiết kế. Tại vì thật ra cái bình thường mọi người thấy là cái dệt khung cửa là phải dệt bằng chân nữa. Nhưng mà riêng cái vấn đề dệt này là cái team dệt của mình là những người khuyết tật, thì mình phải thiết kế riêng, là không có phải xài bằng chân, phải xài bằng tay hết. Cho nên bắt buộc phải thiết kế riêng. Qua mỗi chiếc túi như vậy, mỗi cái sản phẩm chị làm ra từ đồ tái chế, thì chị muốn gửi gắm một thông điệp gì đến người sử dụng? Thứ nhất là mọi người sẽ yêu rác hơn. Thì nó sẽ giúp ích cho mình, làm hữu ích cho mình hơn. Cái thứ hai nữa là mong mọi người công nhận được những cái sản phẩm mà người khuyết tật làm ra, đó là rất là đẹp và rất là ý nghĩa cho cuộc sống luôn. Cho tới bây giờ chị đã theo cái dự án của chị suốt từ khi mà mùa dịch đầu tiên cho tới bây giờ, thì tới thời điểm này chị nhìn nhận gì về vấn đề xử lý rác hiện tại? Theo như mình thấy thì mọi người bắt đầu có ý thức nhiều hơn. Thật ra cũng nhờ và báo đài cũng nói rất là nhiều về vấn đề này. Và cái thứ hai là truyền thông về những cái điều ý nghĩa như thế này. Ngoài những cái dự án như mình ra, còn có nhiều dự án khác cũng là tái chế rác, rất là hay, rất là ý nghĩa. Và nhiều người thích thú, thì nhiều người có ý thức hơn rất là nhiều rồi. Mình thấy cái lượng người đến quyên góp rác ngày càng nhiều. Nhiều khi họ quyên rác xong rồi họ còn viết thêm một cái lá thư tay gửi kèm nữa, rất là dễ thương nữa. Kiểu là mong là sẽ có nhiều cái doanh nghiệp sẽ giống như là Limart. Mình thấy rất là dễ thương. Em thấy thì truyền thông cũng như người dùng bây giờ đang rất là quan tâm tới dự án của chị, thì không biết là sắp tới chị có đẩy mạnh hơn không, ra nhiều mẫu mã hơn không, hay là tìm một cái hướng đi mới lạ cho nhiều người biết tới những cái sản phẩm này không? Thì chị trường sẽ cần thêm những cái ví dụ như là ba lô, hay là những cái kiểu là ứng dụng vào áo khoác. Thì tụi mình cũng, cái team nghiên cứu của tụi mình cũng đang nghiên cứu để mà đẩy ra nhiều sản phẩm hơn, để kiểu mọi người có thể xài được nhiều hơn, thì nhiều ni lông được cứu hơn, kiểu là không có phải thải ra môi trường, hay là nằm chôn dưới đất, hay là bị đốt để ảnh hưởng không khí nữa. Cho em coi thử bên trong thử như thế nào nha. Bên trong nó sẽ có một cái túi nhỏ cũng được dệt từ ni lông. Đó là combo luôn. Bây giờ mua cái này về tiện lắm, mua cái này dự mua cái này đúng không? Dự mua cái túi bự, dự xài cái dự cho tiếng cái túi nhỏ. Kẹp nách. Trời ơi. Trong này em có thấy đây chắc là cái nguyên liệu đúng không? Đúng rồi. Em để khoe mọi người á. Đây cho dự một cái dự coi thử nè. Chỗ này giống cái dây mà cái cuộn mà để em thả diều chị. Hồi xưa đó. Không phải diều mà cái đuôi mấy con diều đó. Đó cũng lấy bao ni lông xong cắt ra nè. Đúng rồi. Nó cũng không còn mùi gì nữa. Những cái ngày giãn cách thì nó có ảnh hưởng nhiều tới những cái đối tượng khách hàng của mình không? Đối tượng khách hàng thì mọi người vẫn quan tâm thôi, vì tụi mình cũng có bán online. Ảnh hưởng về doanh thu thì có, nhưng mà được cái là mình sẽ tức là thời gian này tụi mình có nhiều nguyên liệu hơn. Em nghe nói là bên cạnh cái dự án tái chế của đội ngũ chị Kim Hằng, thì đội ngũ của chị Kim Hằng còn trích cái phần tiền thu về từ những sản phẩm của mình đem góp vào quỹ từ thiện, phải không chị? Đúng rồi. Thì thật ra nhóm mình cũng có một cái nhóm từ thiện khác nữa, tức là trong cái công ty mình cũng có một cái nhóm từ thiện khác, cũng hay đi thực hiện cấp học bổng cho các chị em vùng cao, với lại trao tặng những cái dụng cụ học tập kiểu để động viên các em đi học đến trường. Thì đó, tụi mình sẽ trích doanh thu ra khoảng 10% cho cái hoạt động đó, và tặng những cái ba lô, tức là sẽ đan những cái ba lô nhỏ để tặng cho các em nữa. Cho các em cũng ý thức là biết được là ni lông cũng có thể có hữu ích. Dạ đúng. Vừa là món quà thiết thực, vừa là một sự giáo dục nhỏ nhỏ dành cho các bạn nhỏ bây giờ để gọi là bảo vệ môi trường. Em thấy trong các trường học hay tổ chức những cuộc thi về thiết kế thời trang mà làm từ ni lông, làm từ giấy đó, thì chị có nghĩ tới một gọi là một cái hành trình
đi đến các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 để cùng các bạn tạo nên những cuộc thi, những sân chơi. Mà tại vì hồi xưa tụi em tham gia những cuộc thi đó, tụi em làm sơ sài lắm, nghĩ gì làm đó. Nhưng nếu như có đội ngũ của chị Kim Hằng tới thì bảo đảm những sản phẩm mà các bạn đem vào những cuộc thi có thể ứng dụng luôn và làm cho mọi người bất ngờ. Chị có nghĩ đến một cái hành trình cùng với học sinh sinh viên vậy không? Thì tụi mình sẽ có cái kế hoạch là sẽ đi đến các trường học, thậm chí là vào các công ty để tuyên truyền về các vấn đề về môi trường. Cái thứ hai là cho mọi người biết được là ni lông nó cũng có, nếu như cho nó thêm cơ hội, thêm một vòng đời nữa thì nó có thể giúp được mình rất là nhiều. Bây giờ nếu như quý vị khán giả nào xem xong tập phát sóng này mà muốn tới thưởng thức những cái sản phẩm này hay là muốn mua về luôn thì mọi người sẽ liên lạc ở đâu? Chỉ là hay có một cái tem. Đúng rồi, Liêm Mạc Zero Waste, tức là không rác thải. Dạ. Đối với Dự với là Sinh Tiến là để làm một cái túi này á, thì một cái mảnh giọt đó là mất khoảng bao lâu và tốn bao nhiêu cái túi ni lông ở trong đó? Làm thế nào đó để cho nó cái sợi nó được đều và đẹp nha. Em nghĩ nếu mà làm một mảnh thì phải mất một ngày. Em thì nếu mà giao cho em chừng nào em làm xong em báo không biết nữa. Ông ấy thì giờ mình làm thử không? Dạ. Thử ngay tại đây luôn. Thử để với em với anh Tiến thử coi, mình thử mình đan đi. Rồi mình chừng nào mỗi tay cái mình ngưng để coi cái mảnh nhỏ mình làm được mất bao lâu. Đúng rồi, với lại thì Tiến cũng chưa hình dung đây là mình đan cái này, cái khung mà để đan cái này nó sẽ hình thù ra sao. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Vậy thử ha. Dạ. Yeah. Ok chị. Ok. Bây giờ bước đầu tụi em phải làm gì chị? Đầu tiên đây là những cái ni lông được làm sạch rồi ha. Tụi mình sẽ nó ra để mà cắt nhỏ ra thành sợi á. Sợi xong rồi mình nó đang đúng rồi. Nhưng mà để cắt nhanh hơn thì mình gấp lại để cắt lần cho lẹ. Trời ơi, mà cắt cái kia thì sẽ lâu lắm. Mình sẽ gấp lại như thế này. Yeah. Rồi mình lấy kéo. Mình cái thật ra cái đuôi này mình cũng xài được luôn nè. Chỉ có mấy khúc gân ở giữa á. Là mình sẽ không xài được thì mình để dành để làm cái gạch sinh thái. Mình cắt sẽ tầm 1 cm. Yeah. Để cái sợi nó vừa đủ á. Nó nhỏ quá thì nó là dễ đứt, mà nó dày quá nó lại bị thô. Tầm 1 cm. Mình cứ cắt nhỏ là như thế này. Là nó sẽ thành những cái vòng như thế này. Yeah. Thì mình kết lại giống như hồi xưa chơi nhảy dây vậy đó. Kết dây thun á. Đúng rồi, kết lại vậy đó. Giờ kết lại. Nhưng mà mình nhẹ phải nhẹ tay thôi, giật quá là nó ấy. Ở đây thì sẽ có mình có sẵn những cái sợi rất là nhiều màu để mọi người chỉ cần bóc ngẫu nhiên thôi chứ không cần phải theo thứ tự gì đâu. Cái màu nó sẽ kiểu thổ cẩm á, kiểu dễ thương á. Cái này nó có cái gân cột chính này. Mình ra có cái gân đúng không? Mình cắt mình nối lại vẫn được luôn. Mọi người cứ cắt đi. Em đang tìm hiểu về cái khung dệt này. Phóng qua. Chưa có chuyên nghiệp lắm nên làm cái phần này nó không đẹp như ở dưới này. Đó, xong rồi kéo qua, xong rồi đổi cái cây này.
không dặn ngược lên chứ. Dạ. Đúng rồi. Vậy nãy giờ anh Tiến ngồi nghiên cứu cái quy cơ chế của nó không? Nãy giờ mọi người nói chuyện tôi nghiên cứu rồi. Rất là cực nha chị Kim Hằng ơi. Phải nói lên một cái dự án lập ra đã tâm huyết rồi và cách làm sản phẩm cũng tâm huyết không kém. Dạ. Đúng là một cái dự án có ích cho cộng đồng, cho môi trường thì mọi thứ làm bằng tay thì không bao giờ là dễ hết. Dạ. Rất là kỳ công. Dạ. Đây. Dự và anh Xuân Tiến làm thì chưa có khéo léo lắm, anh còn xấu, chưa có đều nha quý vị. Thì quý vị thấy rồi, từ nãy giờ ngồi tỉ mỉ chứ làm cũng không đẹp thì biết nó cũng không có dễ. Đây là một cái dự án mà chị Kim Hằng lập ra để mà giữ biết là một dự án lập ra có rất nhiều mục đích, nhưng mục đích đầu tiên của dự án này vẫn là muốn tốt cho môi trường, mà tốt cho môi trường là tốt cho con người sống trong môi trường. Cho nên là bằng mọi cách chúng ta hãy ủng hộ những dự án này của chị Kim Hằng nói riêng và tất cả những dự án vì cộng đồng nói chung. Tốt cho môi trường là cái điều ưu tiên cho nguồn sống của con người. Đây các bạn thấy đi, đây là một sản phẩm hoàn chỉnh. Còn đây là những cái công đoạn mà làm ra những cái sản phẩm này, nó rất là cực, nó rất là khổ. Chưa kể cái vấn đề mà phải đi gom lại cái bao ni lông hoặc là cái túi vải hoặc là sợi vải nào đó để về tái chế, xử lý làm sao cho nó hợp môi trường, thân thiện với cái sức khỏe con người để rồi làm ra cái sản phẩm này. Rất cực quý vị ạ. Phải là đi nhặt rác rồi, nhặt những bao bì rồi mà về làm những sản phẩm này nữa thì chắc tụi mình cũng lười xả rác lắm anh Tiến. Đúng rồi, đúng rồi. Lười xài bao ni lông lại, ưu tiên túi giấy một chút. Mọi người biết không, quan trọng nhất của cái dự án này là để tiếp cho cộng đồng, tiếp cho những con người chúng ta biết được một ý thức, đó là bảo vệ môi trường. Đó là thông điệp lớn nhất. Đúng là tất cả đều nằm ở ý thức. Mong là sẽ ngày càng nhiều có những người ủng hộ dự án này của chị Kim Hằng. Và qua đây thì chị Kim Hằng có gì nhắn nhủ với quý vị khán giả không? Ở đây thì cảm ơn Minh Dự và anh Xuân Tiến đã mời Hằng tới chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Thông qua chương trình này thì Hằng cũng mong muốn gửi gắm đến mọi người là hãy yêu quý rác hơn. Nhiều khi chúng ta không cần phải bỏ đi mà cho nó một cái vòng đời mới để nó có cơ hội để phục vụ chúng ta thêm một lần nữa. Hằng cũng sẽ cố gắng để sáng tạo ra những cái sản phẩm khác để có thể ứng dụng nhiều rác thải hơn để cho cuộc sống của chúng ta bớt rác thải hơn. Và Minh Dự mong rằng sau tập phát sóng này, những đối tượng khách hàng, người tiêu dùng của dự án, những sản phẩm này của chị Kim Hằng sẽ tăng lên thật là nhiều. Và ai có những cái ý tưởng nào hay ho đóng góp thì sẽ liên lạc thẳng với chị Kim Hằng, biết đâu những sản phẩm làm ra sẽ đa dạng, bắt mắt hơn và mới hơn nữa. Rất cảm ơn chị Kim Hằng đã nhận lời đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây ngày hôm nay. Em xin chúc cho chị Kim Hằng luôn luôn bình an, may mắn và dự án của chị ngày càng suôn sẻ và thu hút được nhiều người hơn, và quỹ từ thiện của mình ngày càng nhiều hơn nữa để giúp cho những trẻ em ở vùng cao. Và bây giờ Minh Dự, anh Xuân Tiến, chị Kim Hằng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Và quý vị ơi, nhớ đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 nha. We'll be right back.